Vâng, Thần Trung mến chào quý ông bà, cô bác, quý vị khán giả, quý Phật tử gần xa đang theo dõi trên kênh của Thần Trung ha. Thì Thần Trung lại tiếp tục cập nhật cái tình hình sức khỏe của thầy Minh Tạng đến với tất cả quý ông bà, cô bác, quý vị Phật tử gần xa đang quan tâm đến thầy Minh Tạng. Thì hiện tại bây giờ thì Thần Trung cũng đang có mặt tại lò gạch của ba mẹ thầy Minh Tạng đó cả nhà. Thì bây giờ là cũng đã 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2024. Thì cái chuyện mà thọ thực của thầy Minh Tạng đó cả nhà, thì hiện tại bây giờ thì theo như Thần Trung được biết thì cái sức khỏe cũng đã dần dần hồi phục sau những cái cơn sốt vừa rồi đó cả nhà. Thì toàn bộ là ba thầy Minh Tạng đứng ra coi như lo lắng ở cơm nước rồi ấy, nhưng mà một cái nữa khi mà thầy ổn định thì thầy lại tự đi khất thực nha cả nhà. Thì đó là một cái thông tin cũng khá là vui. Đây là giờ ta vô cái khu lò gạch này. Đây là khu cái khu lò gạch của chú. Con chào chú. Chào thầy Trúc. Thấy con quả không? Cái này là đang làm cái gì đây chú? Đang móc hết cái gạch này lên luôn à? Ồ. Cái này là ví dụ như mình mướn công là mệt quá là họ không làm. Bốc hết cái lò này là tầm khoảng hết bao nhiêu ngày? Đây hả? Vâng. Phải hết cỡ 3 ngày. Ồ. Thấy tuổi cao sức yếu rồi mà chơi toàn là lao động nặng nhọc không? Nó có hay bị vậy không chú? Không. Giờ nó bữa nay nó mới bị cho nước vừa rồi nó. Vừa nửa đêm nó hủ nó chạy. À. Trời. Bốc hết nơi đây coi như cũng nhiều đất lắm rồi chứ. Cứ đây là bao nhiêu khu đất. Đúng rồi. Dài đây là 7 mét. Ngang là 2,5 mét. Cao cho 50 thôi đúng không? Cao hơn nhá, hôm qua là phải bóc hết cái gạch hư nó lên tới đây. À. Cao là phải là 2,5 mét. Ồ. Là cái nói là cái gạch hư á. Là cái cứ nhân lên dài cộng rộng nhân lên hoang là nó thành mấy khối gì nữa. Đúng rồi. Nhiều quá. Mà riêng chú là chứ cắm hay chừng đây là chắc không phải rồi. Ngày. Cũng ngày sao hết. Có quả. Thì chờ giờ cái nghề của mình mà ngành nghề mà sinh nghề tử nghiệp đúng rồi. Ngay chỗ đây. Ngày. Khổ quá là bắt đầu nó sinh bệnh rồi. Ừ. Dạ, hai bữa nay chú có lên chỗ thầy Minh Tạng không? Nói chung là có. Lên nhưng mà nói chung là bữa nay ổn định. Sao vậy? Hôm qua là coi như là kiếp nạn. Cho gọi là kiếp nạn đi chứ. Qua đâu? Tao thấy trên mạng nó đưa thông tin là thầy truyền 7 chai nước. Có phải không chú? Nói chung á là cái lúc đầu á là thầy không chịu uống nước, chịu truyền nước gì hết. Mà sau này là thầy đỡ rồi á, là cô ở nhà cô vận động, cô nói là chờ Phật pháp cũng bằng thương mình chưa bằng thịt, thì tu phải giữ cái xác phàm này để mà tu. Giữ cái xác phàm này nó không ổn làm sao đâu. Nhất là tu theo hành đầu đà là phải giữ cho nó khỏe mạnh. Dạ.
thầy hoan hỷ để thầy cho con gọi người tới vận động. Phải nói chung là nó không phải là vì luyến ái mà thầy nghe, nhưng mà thầy nghe mình nói nó cũng hợp lý. Tức là truyền chỉ trong buổi sáng thầy thọ thực xong mới được, trong cái giai đoạn đó là không à, thầy phải giữ vậy. Rồi cũng tìm hiểu ở trong Phật pháp đó là đau bệnh là phải uống thuốc tiền nước có phá giới, thầy là thầy kỹ. Tức là cũng là chuyện chuyện nước. Nó hơn luôn rồi nha, phải là nằm cỡ 8 bình ấy, tại vì sốt nặng quá mà. Là Bây chuyện giờ ở nhà hay là chuyện ở trên cái cốc chú tiền trên cái mang mang lên gốc cây chuyện chuyện trong rừng luôn nữa hả? Trời, thật nghe nói cái nha. nhưng mà bữa nay ổn định rồi, À, bữa nay không chuyện nay là coi như ăn uống bình thường rồi chứ. mừng đó là thầy khỏe lại là mình đỡ lo. Tai qua nạn khỏi. Thầy ốm nặng vô là kêu phải đi bệnh viện, nếu mà nặng lên nữa Nặng thì nặng là phải đi bệnh viện đấy, phải nếu đi như bệnh viện đó. mà không hạ sốt là phải đi bệnh Đúng viện rồi, đấy. giờ có thành cái gì đi nữa là phải đang còn mang cái sắp phàm, phải dùng thuốc. Dù Tu là tu sao bằng cái tu tâm, thì rồi cũng phải sau có này sức giải khỏe thoát mới là tu giải được. thoát bằng cái hồn, còn cái xác đó là gọi là cát bụi mà. Cát đó mà không để nó hư là mình không có tu. Đúng rồi. À, từ trường hợp khi nào mình chứng đắc bỏ cái xác, còn mà khi mình chưa chứng đắc thì vẫn xác đó mà bảo tồn cái xác đó cho tốt nữa mới tu tập được. Tu bằng phần hồn mà đâu phải tu bằng Đúng rồi. cái hồn, nó khiến cái xác, cái xác mà nó trục trặc rồi là mình phải lo mình tu sửa, phải lo sửa. Tức là hai bữa nay là chú cũng cứ lên chỗ thầy như Còn vậy. lời nói chung là chú là Là cái hộ pháp chính đúng hộ pháp đắc lực luôn á, cái đó nói thật. Hộ pháp hồi giờ từ khi mà ông ở ngồi Bắc cũng vậy chứ, chú bắt đầu vô tới Quảng Trị là chạy ra rồi. Vâng, thì hiện tại bây giờ trên kênh của Thành Trung đang bán 3 loại sản phẩm rất tốt và bổ dưỡng cho sức khỏe nha cả nhà. Thì ở đây là nước sâm Ngọc Linh. Thì nước sâm Ngọc Linh thì cả nhà cũng biết rất là tốt, sâm Ngọc Linh là rất là tốt rồi đúng không ạ? Đây là chiết xuất ra từ củ sâm Ngọc Linh. Và cái này thì người già và trẻ em sử dụng rất là tốt cho sức khỏe nha cả nhà. Phù hợp với làm quà tặng biếu và một loại sản phẩm nữa, đây là tinh bột sâm. Đây nha cả nhà, tinh bột sâm. Cái này là hỗ trợ chức năng gan, giải độc, phục hồi tổn thương gan, chống trầm cảm, âu lo căng thẳng, ngăn chặn tai biến đột quỵ, phục hồi trí nhớ, tăng cường sinh lý nam nữ, cải thiện suy nhược cơ thể, vấn đề về thận, đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện lắt nhắt và hỗ trợ tốt cho tim mạch và dạ dày. Thì đây là cái bột hồng sâm. Và một loại nữa thì cũng rất là tốt, đó là gừng đen nha cả nhà, ngâm mật ong. Thì Thành Trung sẽ đọc cái công dụng cho cả nhà mình được nắm bắt ha. Cái công dụng của gừng đen ngâm mật ong là hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ tiêu hóa, hỗ trợ chữa đau họng, viêm xoang, trị đau nhức đầu, điều trị mất ngủ hiệu quả, hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Thì cả nhà mình có nhu cầu dùng những cái sản phẩm như thế này thì gọi điện số ở trên màn hình ủng hộ cho Thành Trung nha. Thành Trung xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thử ra là cô với chú xác định rồi mà, thầy càng tu là chú là phải cái gì chứ phải hộ pháp hàng đầu Là hộ đó, pháp đứng đầu đứng đầu. rồi đến ai đó thì đến mình là phải tài chính bỏ đó. Có nhiều lúc là mình nghĩ là có khi mình làm vậy là gây luyến ái cho thầy, nhưng mà nhiều lúc phải chấp nhận. Bây giờ cái lúc ông đang đau mà mình không tới, chú vẫn biết, chú vẫn biết ở gần thầy là phải giữ
phải giữ đúng 5 giới, những người hộ pháp phải giữ đúng. À. Rồi phải ăn ngày một bữa, nếu mà đúng ở gần thầy hộ pháp là nó chính thống, là nó phải. Còn đây mình cũng chính thống mà kiểu gửi chính thống hay không chính thống, tức là đi đi về về. À, nói chung là mình ở gần là phải. Mình đang còn luyến ái là cái như cái tình cha con. Đúng rồi. Thành thử ra là cái đó phải chấp nhận như vậy. Để sau này rồi ví dụ như là mình khỏe lên rồi đi đâu này kia họ cầm tu này kia, nhưng mà mình phải ở từ xa mình hãy khi cần là phải có mặt. Cũng phải dõi theo ha. Phải dõi. Tại vì tự nhiên cho một là nó rất là tốt, không yeah. Phải là kể cả mình hy sinh bất kỳ tiền tài hay danh lợi bổ phát cho một người tu chân là nó tốt hơn là mình đi làm trực tiếp. Sau này mình đâu có nhắm mắt chiêu tay, cũng đâu có sử dụng được cái đó đâu. Yeah. Nhưng mà giờ mình đi theo hộ pháp cho một người tu chân, kể cả sau này giờ mình nghèo khổ vậy, nhưng sau này nói chung là mình có phước. Thầy có tâm sự với chú cái gì không? Là ví dụ như là cái thời gian sắp tới như thế nào hay là ấy đó? Nói chung á, là giờ hồi trước á, thầy chưa đi tu, thầy còn tâm sự, giờ thầy đi tu rồi. Thầy thay đổi hoàn toàn 180 độ. Ừ. Thầy đi đâu, làm cái gì thầy không bao giờ nói được. À. À, có khi hôm nay thầy về vậy á, chứ mà nửa tiếng hai tiếng là thầy đi mất. À. Thầy không có nói trước, không nói là hôm nay là công việc là con ở lại khu vực này, là không nói trước. À. Thầy không có nói trước, thầy cứ bây giờ là cứ nói là hoàn sự tự nhiên, thầy không có nói trước. Thầy bây giờ nói chung là cái đó mình cũng hiểu được, tại vì người tu nói như thầy tệ, chỉ có thánh nhân mới hiểu được người phàm sao. Cái đó nói thật. Đúng rồi. Bây giờ thầy không phải thánh nhân nhưng mà bước vào cửa thánh. Cái đó thì mình không dám nói là thánh nhân, thì nó giống nhiều người, người ta không hiểu, người ta, người ta là bảo là tăng bốc bóng thầy lên. À. Cái đó nói thật, bước vô đó là giống như cửa thánh rồi, tại vì phải giữ giới, phải ăn ngày một bữa, phải giữ 100%, chứ đâu có phải giữ lâu thôi thì cũng không có tu được. Là bình thường mà chú mang cơm lên đó là có nói chuyện không? Có chú có nói hỏi mà, hỏi chuyện hay là nói chuyện hỏi là hôm nay là thầy có khỏe không? Khỏe. Rồi là đặt bát rồi xong rồi đánh lễ xong rồi là mình đi chỗ khác. À. Xong họ thực xong là mình quay lại, nếu mà có những cái đồ gì mình ăn lên, ăn về hay là mình dặn dò là mai mang cái đó cho thầy, cái đó có khác. À. Mình ghi nhận ai mình mang lên. Có thế nào? Ngồi ra là không có, còn không nói chuyện gì hết. Không có nói là ngày mai thầy làm cái này, thầy đau không có nói. À. Cái đó. Còn trước kia mà thầy chưa xuất gia thì có tâm sự cha con tâm sự có không? À, có không? Có chứ, tâm sự cũng không đi đâu hay là. À. Nhưng mà khi đi tu rồi, hồi trước ở chùa là còn giờ đi tu hành nó thay đổi hoàn toàn, là nó có cái sự mình với lại giống như người, không phải là giống như người xa lạ, có cái sự ngăn cách, tức là ổng là thầy còn mình là chúng sanh, không có nó giao tiếp với chuyện đời, nói chung là không luyến ái á, không có nói chuyện đời đó, đó. Mà cũng không quan biệt mình là thái này kia, đang sống rất là bình đẳng, còn giờ là còn mình thì cái đó là trách nhiệm của mình, đời đừng lo vậy. Còn quý ổng thế này, còn mình giống như đáng. Thầy coi mình như thiên hạ, giờ chú có buồn không hay là như thế nào? Không, à, mình hiểu rõ, nếu mà không hiểu rõ Phật pháp thì... À. Nhưng mà riêng chú là chú hiểu rõ là nó phải như vậy. Tại vì là buông bỏ hết tất cả, đi đến con đường giải thoát, chánh đẳng chánh giác, phải cả cha mẹ. Không phải buông bỏ là bất hiếu, buông bỏ của hành đi tu đầu đà để khi đạt thành chánh đạo mới gọi là trả hiếu, mới độ được. À, mới độ được kể cả bố mẹ. Yeah. Chỗ đó là
khỏe là không thấy. Không có gì là buồn. Thì từ khi mà thầy ẩn tu đến bây giờ thì thầy có xuống núi khất thực không ạ? Có, hôm trước đau là về bên trưa rồi ở lại một đêm. Qua hai ngày sau có thầy có đi khất thực. À, có đi khất thực. Có đi. Có đi. Có đi khất thực. Anh nói là thầy nói thôi bây giờ thầy về đây thầy gieo duyên cho cái số của thầy. À, là nhà nào thầy cũng tắt. Là kiểu là khất thực ở trong cái xóm trong cái của xóm mình đó thầy chứ không có đi ra khỏi. À. Thầy bảo là thầy duyên. Thầy đi mà thầy đâu có nấu trước, sáng ra lò nấu cơm rồi chuẩn bị để xuất bát. À. Đó, chuẩn bị là xuất bát cho thầy. Nhưng mà thầy ôm bát thầy đi. Thầy nói là thầy đâu xuống. À. Thầy đâu có nấu trước đâu, nấu cơm rồi này tức chuẩn bị. Thầy Minh Tuệ cũng có nhắc đến thầy Minh Tạng rồi cũng lo kiểu là nói chung là kiểu không biết là giờ là cái như Minh Tạng ở đâu như thế nào là cái như không đi theo được rồi này kia chắc có lẽ chú không biết là chú đã coi được cái được cái đoạn clip đó chưa? Đó, chú coi như coi trên mạng. Dạ. Trong đó là cũng lời động viên là cái tổ. Là thầy Minh Tuệ vẫn có quan tâm tới thầy Minh Tạng. Dạ. Nói chung là cũng lo là cái như cũng mong muốn là thầy Minh Tạng là cái như giữ giới tu tập. À. Riêng ai thì không biết nhưng thầy Minh Tạng giới nghiêm ngặt lắm. Chú đây chú biết. Cái thấy thầy khác vẫn nói chung là thầy Minh Tạng mình nhà mình kiên trì. Nghiêm ngặt lắm. Thầy tại vì thầy có cái bản tu từ hồi chưa với đâu phải sau này thầy cũng chỉ. À. Hồi trước kia thầy đã tấn lên ngang cho chùa. À. Mà cái tâm hướng Phật rồi. Không đi chùa nhưng mà tâm tức là thương người nghèo khổ khó khăn các kiểu sống theo cái kiểu buông xả là không sống trong mình làm được đồng tiền đo có đôi dép đo luôn. Bây giờ theo là trước kia trước mà chưa chưa đi chùa đó chưa xuất gia đó chưa. Vẫn sống rồi. Chú nói giờ nghe một câu chuyện học nghề tấp ra lên ngọc hồi đó mở ngay chỗ bên trên có tiền lớn lắm đầu tư ông làm mấy năm không dư được ông sống theo cái kiểu buôn xả ăn thì ăn chay đâu có nhậu nhẹt mà tiền thì không có mà đến nỗi mà ông mà ông mấy ông cha mà kiểu thờ á là tại vì biết sao ông hay tham gia mấy chương trình thiền thờ hay chùa này mấy ông cha cũng thương cha cũng cứ khuyên ổng là thôi đi theo cha để học rồi này con là có căn duyên có cái duyên cái tâm tốt ổng con thì con sống vậy thôi chứ con không theo ai làm ăn bình thường mà không có giữ riêng tư mình không có hơn thua cái tính ổng là không có hơn thua công ty nhà hỏi hàng xuống tính nặng là không có kiểu mà tính toán tiền bạc này kia làm dư giả thả lỏng có không được không ai làm ai cho hết nữa cái đó là kêu là bằng từ bi thì đó à. Tức là cao đời ông mới lên chùa ở nhà đâu biết đang làm khách khứa đang đông mời cha mẹ lại mình thấy mẹ đưa lên ngồi tới cái giai đoạn được gặp rồi bay ra khác gặp chứ không phải là ông mới đi theo đây đâu ông đã tìm là chắc là có như tìm là 2 năm trước lúc mình chắc nhân gà đưa lên chắc là cái khoảng khu đó cũng đã từng đi lên núi sản không núi sản
Cần Nha Trang ở núi, tìm mấy vị cao nhân. Linh ở mấy vị. Tâm. Tâm. Và tìm đó. Khi mà tìm đến thầy Minh Tuệ là coi như là theo luôn. Đúng đủ căn duyên đó. Chung là căn cơ mỗi người một cách. Coi cô chú con thịnh thì nói á. Thầy đây thì con cũng coi giống như anh em vẫn hả. Nó đồng môn thầy thì nói đủ đâu rồi. Đại đức chứ, đại đức. Đại đức. Ý là thầy Minh Tuệ là ông sống theo cái kiểu đại đồng. Thì không phân biệt. Sức khỏe của thầy Minh Tạng như vậy là cũng ổn hết rồi. Nói chung là khỏe rồi. Khỏe. Bây giờ là chỉ có tu tập mà không chưa biết là trên đi núi. Đâu rồi, về đâu rồi. Bà chú không biết luôn. Còn cái thời gian tới như thế nào thì chưa biết. Không biết. À. Đến chiều chú với cô ra ngoài chỗ trường thôn phụ con phát những phần quà ha. Ừ, được. Rồi là cô với chú với lại hai đứa nhỏ nữa. Hai em. Đây cả nhà thấy không? Cái công việc của những người lao động á thì ở cái lứa tuổi như của chú á, thì làm cái công việc này nói chung là cũng quá sức, theo cháu là quá sức. Thì cái lứa cái làm cái này là phải dành cho cái lứa tuổi trẻ kìa. Tại vì cuộc đời tới rồi. Cuộc đời. Hả? Hôm nay là 60 năm. Tức là cuộc đời tới đích rồi. Sau 60 năm cuộc đời đúng không? Đích rồi đấy mà. Nói chung là còn sống người ta còn lao động. Đúng rồi. Nhưng mà phải lao động theo cái sức của mình. Đúng rồi. Quá sức rồi. Khỏe. Cái này là kêu bằng cách kéo đó đúng không? Cách kéo á. À vậy mà cứ công nhận là cái nước nó vô mà nó nó rã ra cắt được kéo luôn ha. Nó đậm trong đây mà. Nếu như mà không bị nước là cái này lò này là lên lửa rồi. Không bị nước là lò này bán. Tầm quăng lên. Là cái này là dọn hết lên là phải 3-4 ngày này, là vừa mất cả cả thì gạch tới thì muốn tông dọn rồi này thu lại lò. À mà lại mất công mất đồ mất tiền rồi còn mất công rồi chứ mất chứ đâu này. Đâu phải là coi như mất tiền không mất đâu công, mất sức khỏe đó. Đó bây giờ này làm đây là nó cũng hao tổn. À, thấy chưa mấy đứa đây nó trẻ nó độ tuổi con cháu mình nó đứng ở trên đó còn để cho ông già dưới ha. Nó làm đâu có nổi là ông, mình phải xuống đó mình làm kiểu ông già quen nghề rồi phải quen. Là mấy con đây là nó để cho ông già chết luôn. Cho chết luôn có khi là nó cho dài kiểu là cho ông già giải thoát sớm. Đạt thầm chánh đạt chứ chưa tu nhưng mà đạt thầm rồi. Quá. Ông nói chung là cũng quay chia sẻ công việc của chú như thế này cho khán giả biết được cái công việc. Thứ nhất là coi như nó kiểu là không có công việc gì mà nó suôn sẻ, làm ăn nghề nghiệp hay là cái gì cũng vậy.
À, đây là cái như nó cũng xui xẻo nên là nó lại bị vậy, thì cái nghề gì cũng có cái xui hết mà.